Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta lại cùng nhau trở lại con V17, trở lại bộ môn yêu thích của mình, đó là bộ môn tài xỉu dòng xanh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu luôn nào. Ok, đi một tay tài này, ba bốn củ này, một tay tài bốn củ theo cái xu hướng cầu bệt tài nhá. Anh em mà cùng đam mê cùng sở thích cứ tham khảo những đường cầu của mình. Ok, anh em cùng mở bát tay đầu tiên nhé. Hy vọng là khởi động rực rỡ. Hy vọng là khởi động thành công rực rỡ anh em nhé. Rồi. Ây da, trả về một tay xỉu anh em ơi. Trả về một tay xỉu rồi. Một tay xỉu. Không sao, nói chung là chơi bộ môn này có tay ăn tay thua là chuyện bình thường mà. Tay ăn tay thua là chuyện bình thường, không có gì phải lăn tăn cả. Cứ thế mà chiến thôi. Làm một tay tài nữa này. 6 củ 8 củ luôn đi. 8 củ là chưa chân. Tất cả anh em cùng đam mê cùng sở thích, nhớ tham khảo những đường cầu của mình để anh em cùng về bờ nhé. Đường cầu của mình thì là những kinh nghiệm xương máu mà mình đã từng trải qua. Rất mong được sự ủng hộ từ tất cả anh em. Video mình mang tính chất chia sẻ giải trí, không khuyến khích dụ dỗ anh em chơi. Nên anh em nào không cùng đam mê thì anh em lướt qua nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, uy tín chưa? Nó phải gọi là quá uy tín chứ đúng không anh em? Nó phải gọi là quá uy tín. Uy tín rực rỡ luôn. Tiếp tục này. Tài bình ổn này. Phang tài xỉu theo xuống cổng 1-1. 3 củ luôn này. 3 củ luôn đúng không? 3 củ luôn, rực rỡ luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả thế này nhé. Xem là có rực rỡ không. Rồi, anh em cùng mở bát nào. Lấy giấy ướt lau đi. Anh. Rồi, ngon lành cành đào. Rực rỡ luôn. 25 củ người ta đấy. Tiếp tục này, chiến một tay tài này. Một tay tài, 2 củ rưỡi này. 2 củ rưỡi, 2 củ rưỡi. Tất cả anh em nào mà đang chơi bộ môn này đến con game khác thì anh em thử tham khảo con VB77 anh em nhé. Uy tín và mật thông tin khách hàng, làm rất là nhanh. Em có nghĩ mình làm từ chơi không bỏ qua. Các bạn thích không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau vào ba tay này nhé. Rồi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ui giời, thiếu mất 1 chấm anh em ạ. Thiếu 1 chấm mới đau scout disco. Tiếp tục mà. Pha một tay xỉu nữa, 2 củ. 3 củ đi. 3 củ đi. Tất cả những anh em nào mà chúng ta chơi mà đang gặp những cái vấn đề về bắt cầu, những cái vấn đề về soi kèo thì anh em cứ tham khảo những cái video của mình. Mình sẽ
tự tin chia sẻ với anh em những cái phương pháp, những cái đường cầu mà uy tín về bờ. Anh em không phải lo nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Trả về một tay tài này. Một tay tài. Giờ tài đi một tay tài nữa đi. Một tay tài nữa. Chiếm một tay tài nữa anh em ạ. Chơi có tem thì thôi chỉ bình thường. Không vấn đề gì anh em nhé. Bộ môn này chơi có tem thì thôi là chuyện rất bình thường. Quan trọng là cái kết cuối cùng mình thành công. Đấy chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón cái kết quả tay này xem có rực rỡ hay không nhá. Xem có rực rỡ, có thành công hay không nhá. Ok, ok. Ai sao? Lại xỉu tiếp này. Xỉu tiếp trả về câu 212 à? Bình tĩnh em nhá, bình tĩnh đây này, bình tĩnh này. Xỉu thấp, xỉu thấp. Xỉu thấp trở về tài. Tay mình sẽ vào 10 củ đi. 10 củ anh em nhé. Tất cả những anh em nào mà chúng ta còn khúc mắc, còn những cái vấn đề về bắt cầu hay vấn đề chia vốn vào tiền thì anh em cứ liên hệ cho mình sẽ giúp đỡ anh em, chia sẻ cho anh em để anh em về bờ. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Giao tao còn một cái. Ok, rực rỡ luôn anh em ơi. Như vậy ca này cũng đã thành công rồi anh em nhé. Lãi được 6 củ rồi thì mình nghỉ thôi. Cứ có lãi mà nghỉ rồi anh em ạ. Anh em xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, nhớ được tiếc mình một like và đăng ký kênh chia sẻ anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.